cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã bước sang tuần thứ ba. Trong tuần vừa rồi, Ukraine đã phá hủy các cây cầu bắc qua sông Sen, động thái mà các nhà phân tích quân sự cho rằng có thể khiến quân đội Nga bị mắc kẹt giữa con sông này và biên giới với Ukraine. Ít nhất ba cây cầu bắc qua sông Sen đã bị hư hại mà The New York Times có thể xác minh độc lập thông qua hình ảnh vệ tinh và video được đăng trên mạng xã hội. Dù đa tiến ở Kursk đang chậm lại, Ukraine vẫn đang nỗ lực để tạo một vùng đệm ở biên giới với Nga. Theo ông Mikhtian, nhà chiến lược quân sự và là thiếu tướng Úc đã nghỉ hưu cho rằng, ở Kursk, Ukraine đang kéo dài phạm vi tiến công dọc biên giới, tạo một vùng đệm ở tỉnh Kursk với Nga thay vì tiến sâu hơn để dễ bị Nga chặn đứng. Ông Dian đánh giá Ukraine đang ở địa thế dễ phòng thủ hơn, gần Ukraine hơn và dễ hỗ trợ hơn. Theo ông Tiaan, nga phải xem xét tình hình tiến triển như thế nào và tung ra đòn tấn công vừa đủ để làm chậm bước tiến của Ukraine. Hiện tại, cuộc tấn công tỉnh Kurs vẫn chưa làm thay đổi cục diện trên các chiến trường chính ở miền đông Ukraine, nơi nga đang tiến tới thành phố Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine và thành phố Torres, khu vực nằm trên vùng đất cao quan trọng về mặt chiến lược. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố chiến dịch của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga đã đạt được mục tiêu là ngăn chặn việc Moscow kiểm soát một phần tỉnh Sumy và thành phố Sumy của Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, các mục tiêu của chiến dịch Kursk vượt ra những gì ông đã tuyên bố công khai và bày tỏ sự tin tưởng rằng những mục tiêu này sẽ đạt được. Ông cũng lưu ý rằng không thể tiết lộ tất cả các mục tiêu và chi tiết chiến dịch với lý do cần phải giữ bí mật để chiến dịch thành công. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine khẳng định mục tiêu của chiến dịch Kursk không liên quan đến cải thiện vị thế đàm phán. Kiev tuyên bố đã kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kursk. Nga không vội Nhiều người cho rằng việc Ukraine có ý định tạo một vùng đệm dọc biên giới với Nga đặt ra một vấn đề nan giải cho Moscow khi phải quyết định liệu có nên dồn tổng lực cố gắng đẩy lui quân Ukraine hay không, song việc này có thể dẫn tới tổn thất chi phí lớn. Nếu làm vậy, Nga sẽ phải rút lực lượng tinh nhuệ khá lớn khỏi Ukraine, làm suy yếu các cuộc tấn công đầy triển vọng nhằm vào các mục tiêu chiến lược ở phía đông và có khả năng mở ra những khoảng trống cho lực lượng Ukraine khai thác. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, hiện tại Nga chủ yếu điều quân từ lực lượng dự bị và lực lượng ở những mặt trận không quá khốc liệt ở Ukraine, chẳng hạn như là tỉnh Kharkiv và Zaporizhia. Về chi viện cho Kursk, Đối với Nga, việc giành lại toàn bộ Kursk có thể là mục tiêu thứ yếu so với mục tiêu chiến lược hơn là tiến sâu hơn vào tỉnh Donetsk, phía đông Ukraine. Bà Tatiana Sanovaya, thành viên cấp cao tại Kennedy, Russia, Eurasia cho rằng Moscow không mấy hoảng loạn về tình hình ở Kursk. Theo bà, Moscow coi cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk ít ảnh hưởng đến tính toán chiến lược của mình, vốn tập trung vào việc kiểm soát toàn bộ Donetsk và cuối cùng là tạo thuận lợi cho con đường đàm phán có lợi cho Nga. Bà Stanovaya nói nếu Moscow không tìm ra giải pháp quân sự thì cuộc chiến ở Kursk có thể tiếp diễn trong nhiều tháng hoặc một năm và người dân Moscow sẽ dần quen với điều đó. Ngoài ra, về mặt quân sự, từ góc nhìn của Nga, việc Ukraine tấn công tỉnh Kursk càng khiến nước này gian mỏng lực lượng vốn đã ít ỏi của mình, nhất là ở miền đông Ukraine, cũng như hạn chế cơ hội đảo ngược tình thế ở những mặt trận này. Giới chuyên gia quân sự Nga cho rằng điều này có thể biến chiến thắng chính trị ngắn hạn mang tính biểu tượng của Ukraine thành một thất bại chiến lược. Hiện tại, lực lượng Nga cách thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk, chưa đầy 16 km, đưa trung tâm hậu cần vận tải quan trọng của Ukraine này vào tâm ngắm của pháo binh. Về phía đông bắc, quân Nga đang ở ngưỡng cửa thành phố Torres, tỉnh Donetsk và kiểm soát hầu hết thị trấn New York. Trong khi đó, tính đến ngày 23 tháng 8, Ukraine tổn thất hơn 5,1 ngàn quân và 69 xe tăng, trong cuộc giao tranh ở khu vực Kursk. Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho hay Ukraine đang ngày càng tỏ ra khoang mang về tiến độ khoản tất thỏa thuận sẽ mở khóa để giải ngân khoản hỗ trợ 50 tỷ đô la Mỹ trích từ lợi nhuận của các tài sản bị đóng băng thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga. Hồi tháng 6, lãnh đạo các nước G7 đã đạt thỏa thuận về việc cấp cho Ukraine 50 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga vào cuối năm nay. Cụ thể, Ukraine sẽ được cấp một khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ từ phương Tây, lãi từ khoảng 280 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga bị đóng băng sẽ được tịch thu để trả dần khoản vay. Tuy nhiên, việc thực thi kế hoạch tới nay vẫn tương đối y ảnh do các yêu cầu từ Mỹ và mối đe dọa từ Hungary, một thành viên EU có thể chặn quyết định của Liên minh châu Âu trong việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Ukraine đang rất cần khoản tiền nói trên trong bối cảnh nền kinh tế nước này kiệt quệ sau hai năm chiến sự và Kiev đang thiếu nghiêm trọng ngân sách quốc phòng trong cuộc chiến tiêu hao với Nga. Lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để ngăn chặn bước tiến mạnh mẽ của Nga ở phía đông trong khi chuyển nguồn lực sang mặt trận mới ở khu vực Kursk phía tây Nga sau cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 6 tháng 8. Ukraine đang chờ đợi các động thái của phương Tây liên quan tới số phận của khoản tiền trên khi thời hạn cuối năm sắp tới. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu vào ngày 21 tháng 8 liên quan tới khoản tiền, chúng tôi cần một cơ chế thực sự các cuộc thảo luận có liên quan đã diễn ra quá lâu và cuối cùng chúng ta cần đưa ra quyết định. Các đồng minh phương Tây của Ukraina đã đóng băng tài sản của ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn được đặt ở châu Âu sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng Việc thực hiện thỏa thuận của G7 đã gặp trở ngại do Mỹ lo ngại rằng EU cần phải gia hạn lệnh đóng băng tài sản lâu hơn với thời hạn 6 tháng một lần như hiện tại, cùng với các lệnh trừng phạt rộng hơn nhằm vào Moscow. Mỹ đã yêu cầu những đảm bảo bền vững hơn nhằm xoa dịu mối lo ngại trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden về việc ký kết khoản vay mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Một quan chức cấp cao ẩn danh của chính quyền Biden cho biết, Mỹ muốn có sự đảm bảo từ các đồng minh rằng tài sản của Nga vẫn sẽ bị đóng băng cho đến khi có một thỏa thuận hòa bình công bằng và Nga phải bồi thường thiệt hại do cuộc chiến. Nếu điều đó xảy ra, quan chức Mỹ tin tưởng rằng số tiền này có thể bắt đầu được cấp vào cuối năm 2024. Và tháng 7, EU đã đưa ra cho các quốc gia thành viên hai lựa chọn để đóng băng tài sản trong thời gian dài hơn mức 6 tháng một lần như hiện tại. Bloomberg đưa tin vào tháng 7. Cho đến nay, khối 27 thành viên vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận nào và một số quan chức tạo ra nghi ngờ về khả năng tìm giải pháp vì Hungary đã từng ngăn chặn các nỗ lực gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga trong khoảng thời gian trên 6 tháng. Ngoài cuộc tranh luận trong nội bộ EU và dự khối này với Mỹ vẫn chưa có khởi kết, dẫn tới việc dù G7 đã đồng ý về mặt nguyên tắc, việc thực thi thỏa thuận trên vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Với việc Ukraine đang đạt được đạt tiến ở Kursk, họ hy vọng có thể chấp thời cơ để giành được thêm lãnh thổ, nhằm khiến lá bài đàm phán với Nga có sức mạnh hơn. Tuy nhiên, việc phương Tây vẫn chưa thể thống nhất được cách thức hỗ trợ đang khiến Ukraine lo ngại. Theo Pravda, trong ngày 24 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu rõ điều kiện để kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm xung đột sẽ chỉ chấm dứt nếu lãnh thổ của Ukraine được khôi phục toàn vẹn và chúng ta đảm bảo rằng Nga sẽ không lặp lại các hành động tương tự trong tương lai, ông Zelensky cho biết. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Kiev ưu tiên kết thúc xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao nhằm giảm thiểu tối đa thương vong cho các binh lính. Tuy vậy, nếu các biện pháp này không đem lại hiệu quả, quân đội Ukraine vẫn sẵn sàng đẩy lùi đối thủ trên tiền tuyến. Trong bình luận của mình, ông Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tập kích các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Các đối tác cần thuyết phục phương Tây dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa. Đây là điều có thể giúp Ukraine tiến gần hơn đến chiến thắng. Ông Zelensky nói thêm, Nga đẩy lùi nhiều đợt tập kích ở Kursk. Theo TASS, trong ngày 24 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc quân đội nước này đẩy lùi nhiều đợt tập kích của Ukraine ở vùng Kursk. Trong quá trình này, quân đội Nga đã khiến đối thủ tổn thất 60 binh lính, một xe tăng, 7 xe bọc thép và hai phương tiện cơ giới. Cùng ngày, không quân Nga đã triển khai trực thăng Mi-28 để tập kích đoàn xe quân sự Ukraine tại một quận biên giới ở vùng Kursk. Đợt không kích đã đạt được mục tiêu và khiến đối thủ thiệt hại đáng kể. Tại các mặt trận khác, nhóm chiến đấu phía đông của Nga đã ngăn chặn 4 cuộc phản công của Ukraine. Trong 24 giờ qua, phía Nga cũng đánh chặn thành công 3 tên lửa ATACMS, 12 tên lửa HIMARS và 44 UAV của đối phương. Theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Ukraine vào ngày 24 tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Sisky, 59 tuổi, từng giữ cấp bậc quân hàm thượng tướng, đã được thăng hàm đại tướng. Tướng Sisky, sinh năm 1965 tại vùng Vladimir của Nga, đã sống ở Ukraine từ những năm 1980. Ông được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng 2. Theo truyền thông Nga, vào sáng ngày 6 tháng 8, khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine được xe bọc thép yểm trợ đã tấn công xuyên biên giới, nã phá vào Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc tấn công Kursk là một hành động khiêu khích quy mô lớn khác của Kiev. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 13 tháng 8, Heohi Taki khẳng định cuộc tấn công xuyên biên giới vào Kurs trong những ngày qua không liên quan đến việc chiếm giữ lãnh thổ. Ông nói rằng Ukraine phát động chiến dịch này nhằm bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công tầm xa từ Kurs. Đến ngày 18 tháng 8, Tổng thống Zelensky khẳng định cuộc tấn công quân sự của Ukraine vào Kurs nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga. Ngày 24 tháng 8, hãng TASS của Nga đưa tin trong 24 giờ gần đó, khoảng 3.200 người đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới của Kurs. Ông Artyom Sadov, phó phát ngôn viên của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga trong một cuộc họp báo đã xác nhận thông tin trên. Theo ông Sadov, đã có khoảng 10.000 người dân Kurs, bao gồm gần 3.000 trẻ em, đã được đưa đến các trung tâm lưu trú tạm thời ở một số vùng của Nga. Họ đang nhận được hỗ trợ y tế, tâm lý và pháp lý. Trong một thông điệp trên kênh Telegram chính thức, bộ này tuyên bố rằng các đơn vị Nga thuộc nhóm lực lượng phía Bắc với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi nhanh chóng các cuộc tấn công của các nhóm tấn công của đối phương gần các khu định cư Boki và Malaya Loknia, đồng thời ngăn chặn các cuộc tấn công theo hướng Komarovka, Korenevo, Matinovka và Ruskaya, Konopenka. Moscow đưa tin lực lượng Kiev đã mất tới 70 quân nhân, hai xe bọc thép chiến đấu và một xe ô tô trong chiến dịch này. Trong khi đó, các đơn vị trinh sát và tìm kiếm tiếp tục xác định và tiêu diệt các nhóm phá hoại Ukraine ẩn náu trong các khu rừng rậm khi chúng cố gắng xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ nga. Bộ này cho biết một nhóm như vậy đã bị vô hiệu hóa gần khu định cư Kamyshevka. Quân đội nga cũng tiếp tục gây sức ép với lực lượng địch bằng các cuộc không kích và pháo binh và đã nhắm vào một số lữ đoàn Ukraine trên khắp khu vực. Trong 24 giờ qua, Kiev đã mất khoảng 400 quân nhân, 17 xe bọc thép, bao gồm một xe tăng, hai xe bọc thép chở quân, 14 xe chiến đấu bọc thép, hai khẩu pháo và bệ phóng MLRS, hai khẩu súng cối và 10 xe, bộ tuyên bố. Nhìn chung, kể từ khi phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào đầu tháng này, được cho là có sự tham gia của một số chiến binh được trang bị tốt nhất và giàu kinh nghiệm nhất của Kiev lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 5.137 binh sĩ, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép, 350 xe chiến đấu bọc thép, 34 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng MLRS, bao gồm 3 hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất cùng với nhiều thiết bị hạng nặng khác, theo ước tính của Moscow. Các quan chức Kiev tuyên bố rằng mục đích của cuộc tấn công trắng trợn này là nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga ở khu vực Kurs để giảm bớt áp lực mà lực lượng của họ phải chịu ở những nơi khác trên tiền tuyến, đồng thời củng cố vị thế của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng với Moscow. Moscow trước đó đã đề nghị Kiev ngừng bắn để đổi lấy việc từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và rút khỏi các vùng lãnh thổ của Nga. Điện Kremlin đã rút thỏa thuận này khỏi bàn đàm phán sau khi Ukraine xâm nhập vào khu vực Kursk và nhắm mục tiêu bừa bãi vào thường dân Nga. Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ sau khi phân tích dữ liệu mới thu thập được đã xác nhận quân đội Ukraine tiếp tục tiến những bước nhỏ vào thị trấn chiến lược sút thuộc vùng biên giới Kursk của Nga. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 22 tháng 8 cho thấy các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine, gọi tắt là AFU, gần đây đã tiến xa hơn ở miền nam Duskaia, Konopenka, phía đông sút ra. Một blogger quân sự người Nga tiết lộ lực lượng Ukraine cũng đã tiến về phía bắc, Martinivka, đông bắc sút dọc theo đường cao tốc R200 sút ra, Sukhodolovka. Trong khi đó, các nguồn tin của Nga khẳng định có những báo cáo trái ngược nhau về giao tranh ở phía đông quốc trong hai khu định cư Samoriadovo và Koridevka. Nhưng các nhóm quân cơ động của Ukraine có khả năng đang hoạt động ở khu vực này. Một số blogger người Nga khác thông tin quân đội Ukraine cũng đã tiến về phía bắc Martinovka, phía đông bắc Suza. Họ cũng lưu ý rằng quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát Spanoje và Krupes, cả hai đều nằm ở phía đông Nam Suza. Mặc dù tình hình trong khu vực vẫn chưa rõ ràng, giao tranh được cho là vẫn đang diễn ra tương đối khốc liệt dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở Kursk. Quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới quy mô trung đội của quân đội Ukraine gần Alexandrovka phía đông bắc Kodenevo, đồng thời giành lại các vị trí ở phía tây Kodenevo. Ukraine bắt đầu chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8. Giao tranh ở khu vực này đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố rằng hoạt động của Ukraine tại lãnh thổ Nga đã giúp ngăn chặn việc đối phương kiểm soát một phần tỉnh Sumy và thành phố Sumy. Ông Zelensky nói, tôi có cái nhìn rất tích cực về cách thức hoạt động đang diễn ra trên mặt trận này tại Kursk. Hoạt động này rất phức tạp, điều quan trọng là nó phải diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng tôi. Hoạt động này đã đạt được một số kết quả, nhưng tôi không thể nói về tất cả. Trước hết là quỹ trao đổi tu binh chiến tranh. Thứ hai, bằng cách phát động một cuộc tấn công phòng ngừa, chúng tôi đã thành công trong việc ngăn chặn hoạt động của Nga ở phía Bắc. Chúng tôi đã ngăn chặn được việc bao vây một phần tỉnh Sumy. Hơn 130 UAV tấn công Zaporizhia trong một ngày Trường phòng quản lý quân sự tỉnh Zaporizhia Ivan Fedorov mới đây cho biết lực lượng Nga đã tấn công 9 khu định cư ở tỉnh này hơn 300 lần trong ngày qua, bao gồm cả việc phóng 132 máy bay không người lái với nhiều phiên bản khác nhau. Ông Fedorov nói về số lượng khủng các UAV được Nga triển khai. Tổng cộng có 132 máy bay không người lái với nhiều phiên bản khác nhau đã tấn công Bilenke, Huliaipole, Novo Andriypka. Robotine, Malatokmeka, Levane và Malinipka. Quan chức Ukraine đồng thời cũng báo cáo rằng quân đội Nga đã tiến hành 164 cuộc pháo kích vào các vùng lãnh thổ Bilenke, Huliaipole, Odikip, Preobrazenka, Novo Andripka, Robotine, Malatokmeka, và Levane. Ngoài ra, bốn cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt nhắm vào các khu định cư Huliaipole và Robotine cũng đã được xác nhận. Trường phòng Quản lý Quân sự tỉnh Zaporizhia của Ukraine nói thêm rằng chúng tôi đã nhận được 17 báo cáo về việc các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng bị hư hại, không có thương vong nào được ghi nhận trong số dân thường. Trong một diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, tính đến 8 giờ ngày 24 tháng 8 theo giờ địa phương, tổng cộng đã có 149 cuộc giao tranh diễn ra trên toàn bộ trong ngày qua. Các cuộc giao tranh dữ dội nhất xảy ra ở mặt trận Pokrovsk, trên mặt trận Pokrovsk, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 44 cuộc tấn công của Nga. Quân đội Nga đang cố gắng tiến về phía các khu định cư Vodvizenka, Kalinove, Novorodivka, Hrodivka, Piche và Zelenpole. Hơn 2 tuần sau khi Ukraine xâm nhập khu vực Kursk, các chính trị gia Ukraine đã bắt đầu nói về việc thiết lập một vùng đệm ngay tại miền Tây nước Nga. Sau tuần giao tranh đầu tiên, Kiev tuyên bố kiểm soát gần 1036 km vuông lãnh thổ của Nga, một khu vực có diện tích gần bằng Los Angeles của Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết vẫn chưa rõ Ukraine sẽ tiến xa hơn tới mức nào vào Nga và dự định kiểm soát Kursk trong bao lâu. Mặc dù vậy, quan chức Mỹ tin rằng Ukraine không có ý định kiểm soát lãnh thổ Nga lâu dài. Minh chứng cho điều này là Ukraine chưa đào đủ loại chiến hào cần thiết để bảo vệ binh lính và thiết bị khỏi các cuộc đáp trả của đối phương trong trường hợp Nga tập hợp đủ hỏa lực để đẩy lùi cuộc tấn công. Ukraine không giải mìn để làm chậm cuộc phản công, cũng không xây dựng rào chắn để làm chậm xe tăng Nga. Diễn biến xung đột thời gian qua cho ta thấy cách để làm chậm tốc độ tiến quân của đối phương là thông qua phòng thủ theo chiều sâu. Chuyên gia Seth Jones thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, có trụ sở tại Mỹ, nói nếu họ không kết hợp chiến hào vào mình thì việc giữ lãnh thổ sẽ gần như không thể thực hiện được. Các quan chức và nhà phân tích Mỹ cho biết Ukraine càng kiểm soát được nhiều lãnh thổ thì thách thức bảo vệ thành quả của khoảng 10.000 quân Ukraine ở Kursk sẽ càng lớn. Trong khi đó, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết Việc Ukraine chậm trễ trong việc xây dựng các công sự phòng thủ không hẳn Kyiv không có ý định kiểm soát lãnh thổ ở Nga. Một quan chức giấu tên cho biết Ukraine có thể tìm cách xây dựng các vị trí phòng thủ sâu hơn bên trong nước Nga, mở rộng phần lãnh thổ mà nước này đã kiểm soát được để tăng thêm vùng đệm như tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định về chiến dịch tấn công xuyên biên giới táo bạo của Ukraine hôm 6 tháng 8, tướng Christopher Cavoli, chỉ huy quân sự hàng đầu của NATO cho biết, nó đã gây ra tác động gây sốc đối với người Nga. Họ bị sốc, nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Nga sẽ tập hợp lại lực lượng và phản ứng tương ứng. Để đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Kursk, phía Nga có thể cần từ 15 đến 20 lữ đoàn với ít nhất 50.000 quân. Các chuyên gia nhận định ở thời điểm hiện tại, Nga không có đủ số lượng quân như vậy cho Kursk. Cho đến nay, cuộc tấn công của Ukraine đã kiểm soát được một số khu định cư và một thị trấn ở Nga, song vẫn chưa đạt được mục tiêu quan trọng thu hút một số lượng lớn quân Nga từ miền đông Ukraine về tiếp viện. Nga chủ yếu điều các đơn vị dự bị và quân đội từ các khu vực ở phía nam và đông bắc Ukraine, những khu vực không nằm trong chiến dịch chính của Moscow, tiến về thành phố Poprovsk.